Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 51. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ khiến gió hủy diệt dấy lên nghịch cùng Babylon, nghịch cùng những người ở trong Líp-ca-mai. Ta sẽ sai những người dân ngoại đến sàng sảy Babylon và làm điêu hao đất nó, vì đến ngày khốn nạn chúng nó sẽ đến trên Babylon khắp tư bề. Khá dương cung cự lại kẻ cầm cung và cự lại kẻ mặc áo giáp đi súng xính. Chớ chừa những lính chiến trai trẻ của Babylon, hãy diệt trọn hết cả đạo binh nó. Chúng nó sẽ bị giết, ngã xuống trong đất người canh đê và bị đâm trong các đường phố nó. Israel cùng Juda chẳng bị lìa bỏ bởi Đức Chúa Trời mình, bởi Đức Giê-hô-va vạn quân, dầu đất chúng nó đầy tội lỗi nghịch cùng đấng thánh của Israel. Hãy trốn khỏi giữa Babylon, ai nấy khá thoát mạng mình, chớ vì tội nó mà bị chết mất, vì ấy là kỳ trả thù của Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ báo cho nó. Babylon vốn là một cái chén vàng trong tay Đức Giê-hô-va, làm cho say cả đất. Các nước đã uống rượu nó, vì đó mà trở nên điên cuồng. Babylon thình lình bị đổ xuống và tan nát. Hãy vì nó than khóc, hãy lấy nhũ hương chữa đau đớn nó, hoặc nó được chữa lành chăng? Chúng ta vẫn muốn chữa lành cho Babylon, song nó không được chữa. Hãy lìa bỏ nó, ai nấy trở về xứ mình, vì sự phán xét nó thấu đến tận trời và lên tận vòng khung. Đức Giê-hô-va đã tỏ ra sự công bình chúng ta. Hãy đến, rao ra trong Si-ôn công việc của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy chuốt tên, cầm thuẫn cho chắc. Đức Giê-hô-va đã dục lòng các vua ở Mê-đi, vì Ngài đã định ý hủy diệt Babylon. Vì đây là sự báo thù của Đức Giê-hô-va, Ngài trả thù về đền thờ của Ngài. Hãy dựng cờ xí đánh các tường thành Babylon, khá thêm lính giữ, đặt vọng canh, sắp quân phục. Vì Đức Giê-hô-va đã định ý và đã làm ra sự Ngài đã phán về dân cư Babylon. Hỡi thành giàu có của báo, ở trên nhiều dòng nước kia, sự cuối cùng ngươi đã đến, cái lượng sự tham lam ngươi đã đầy. Đức Giê-hô-va vạn quân đã chỉ mình mà thề rằng: Ta chắc sẽ làm cho ngươi đầy người ta đông như cào cào. Chúng nó sẽ trỗi tiếng kêu la nghịch cùng ngươi. Chính Ngài là đấng đã lấy quyền năng mình dựng nên đất, lấy sự khôn ngoan mình lập thành thế gian, lấy sự sáng suốt mình dương các tầng trời ra. Nghe tiếng Ngài, những nước trong các tầng trời om sòm. Ngài khiến hơi nước lên từ các đầu cùng đất, khiến chớp theo mưa, từ trong kho tàng mình phát ra gió. Vậy nên phàm người đều mê muội, lãng trí, thợ vàng đều xấu hổ về tượng đúc của mình, vì tượng đúc nó chỉ là giả dối, chẳng có hơi thở ở trong. Những thần tượng chỉ là hư không, là việc phỉnh dối. Đến ngày thăm phạt sẽ diệt mất cả. Nhưng cơ nghiệp của Gia-cốp thì chẳng giống như chúng nó, vì chính Ngài là đấng đã tạo nên mọi vật, còn Israel là chi phái của cơ nghiệp Ngài. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ngươi làm búa và khí giới đánh giặc cho ta. Ta sẽ dùng ngươi phá tan các dân và diệt các nước. Ta sẽ dùng ngươi phá tan ngựa và người cưỡi ngựa, phá tan xe và kẻ cưỡi xe. Ta sẽ dùng ngươi phá tan đàn ông, đàn bà, già và trẻ. Ta sẽ dùng ngươi phá tan trai trẻ và gái đồng trinh. Ta sẽ dùng ngươi phá tan kẻ chăn và bầy nó, kẻ cày ruộng và đôi bò nó. Ta sẽ dùng ngươi phá tan các quan cai trị và các quan đề hình. Nhưng trước mắt các ngươi, Ta sẽ báo cho Babylon và mọi dân cư canh đê phàm điều ác chi mà chúng nó đã làm tại Si-ôn. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi núi hay hủy diệt, này ta nghịch cùng ngươi, là kẻ đã phá tan cả thế gian. Ta sẽ giá tay trên ngươi, sẽ xô ngươi lăn xuống từ trên các vầng đá, làm cho ngươi thành ra núi bị cháy. Người ta sẽ chẳng từ nơi ngươi lấy đá làm góc, cùng đá làm nền nữa, nhưng ngươi sẽ là hoang vu đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy dựng cờ xí trong đất, thổi kèn trong các nước, sửa soạn các dân đánh nó. Hãy gọi những nước Ararat, Minni, Ách-kê-na đến đánh nó. Hãy lập một quan tướng đạo binh, hãy khiến những ngựa lên như cào cào. Hãy sửa soạn các nước đánh nó, tức các vua Mê-đi, các quan cai trị nó, các quan đề hình nó, và cả đất mà những người ấy cai quản. Đất rúng động và sầu thảm, vì ý chỉ của Đức Giê-hô-va nghịch cùng Babylon đã đứng vững, để làm cho Babylon thành ra hoang vu, không có dân ở. Những lính chiến của Babylon thôi đánh, cứ ở trong các đồn lũy. Sức chúng nó đã kiệt, trở nên giống như đàn bà. Nhà của nó bị đốt, then gài cửa nó bị bẻ. Lính trạm gặp nhau, sứ giả đụng đầu đặng báo tin cho vua Babylon rằng thành vua ấy bị đánh lấy khắp tư bề. Đò giang bị chiếm giữ, đồng lầy bị đốt cháy bằng lửa, và những lính chiến đã hoảng hồn. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Con gái Babylon giống như sân đạp lúa đến kỳ đạp lúa, còn ít lâu nữa kỳ mùa gặt sẽ đến cho nó. Nebuchadnezzar, vua Babylon đã nuốt ta, nghiền ta, bỏ ta như bình trống không, nuốt ta như con vật lớn, lấy của ngon ta làm no bụng người, đuổi ta ra khỏi. Dân cư Si-ôn sẽ nói rằng: Nguyên sự bạo ngược đã làm cho ta và xác thịt ta xuống trên Babylon. Jerusalem sẽ nói rằng: Nguyên cho huyết ta đổ trên dân cư canh đê. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ đối nại việc ngươi, trả thù cho ngươi. Ta sẽ làm khô biển nó và làm cạn tắt nguồn nó. Babylon sẽ trở nên đống hư nát, hang chó rừng, trò gỡ lạ và sĩ bán, không có dân ở nữa. Chúng nó sẽ cùng nhau gầm thét như sư tử tơ, rống như sư tử con. Khi chúng nó càng nóng nảy lắm, ta sẽ dọn tiệc cho và làm cho say, hầu cho chúng nó được vui mừng và ngủ một giấc đời đời không thức dậy nữa. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ làm cho chúng nó xuống hàng thịt như chiên con, chiên đực và dê đực vậy. Xê-sát đã bị chiếm lấy, và thành mà cả thiên hạ đều ngợi khen đã bị bắt là thế nào. Babylon đã trở nên sự hoang vu giữa các nước là thế nào. Biển lên ngập Babylon, nó bị muôn vàn luồng sóng bao bọc lấy. Các thành nó đã trở nên hoang vu, đất khô, nơi sa mạc, đất không dân ở, không con người nào đi qua. Ta sẽ đoán phạt bên trong Babylon, sẽ móc vật nó đã nuốt ra khỏi miệng nó. Các nước sẽ chẳng đổ về nó nữa. Tường thành Babylon cũng sẽ siêu đổ. Hỡi dân ta, hãy ra khỏi giữa nó, ai nấy khá cứu mình khỏi cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va. Lòng các ngươi chớ nhút nhát, chớ sợ hãi vì những tin đồn ra trong đất này. Vì năm nay một tin đồn đến, rồi sau năm khác cũng có tin đồn. Có sự bạo ngược trong đất, kẻ cai trị nghịch cùng kẻ cai trị. Vậy nên, này những ngày đến, ta sẽ đoán phạt các tượng chạm của Babylon. Cả đất nó sẽ bị xấu hổ, những người bị giết sẽ ngã xuống giữa nó. Lúc đó, các tầng trời, đất và mọi vật trên đất đều cất tiếng reo vui vì Babylon, vì những kẻ hủy hại từ các miền phương Bắc ào đến trên nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Như Babylon đã làm cho kẻ bị giết của Israel ngã xuống, cũng vậy, kẻ bị giết của Babylon cũng sẽ ngã xuống trong cả đất mình. Các ngươi là kẻ đã tránh khỏi gươm, hãy đi, đừng đứng lại. Từ phương xa, hãy nhớ đến Đức Giê-hô-va và tưởng tới Giê-ru-sa-lem. Chúng ta hổ ngươi vì sự sỉ nhục mà mình đã nghe, sự hổ thẹn đầy mặt chúng ta vì kẻ ngoại đã xâm vào nơi thánh của nhà Đức Giê-hô-va. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến, ta sẽ đoán phạt các tượng chạm của Babylon, cả trong đất nó, những người bị thương sẽ rên xiết. Dầu Babylon dấy lên tận trời, dầu nó làm thành rất cao cho kiên cố, ta cũng sẽ sai những kẻ hủy hại đến nghịch cùng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Từ Babylon dấy lên tiếng khóc than, và tiếng hủy hoại lớn vang ra từ đất người Canh-đê. Vì Đức Giê-hô-va làm cho Babylon ra hoang vu, dứt tiếng ồn ào trong ấy. Sóng chúng nó gầm thét như nhiều nước, tiếng chúng nó vang ra. Thật, kẻ tàn hại đã ào đến trên Babylon, những kẻ mạnh mẽ của nó bị bắt, cung chúng nó bị gãy. Vì Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời hay báo trả, Ngài chắc sẽ báo trả cho. Đức vua, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ta sẽ làm cho say các quan trưởng, các kẻ khôn ngoan, các quan cai trị, các quan đề hình cùng những lính chiến của nó. Chúng nó sẽ ngủ một giấc đời đời và không tỉnh thức nữa. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Tường thành Babylon dầu rộng lắm sẽ bị đổ xuống hết, cửa nó dầu cao lắm sẽ bị lửa đốt cháy. Ấy vậy các dân khó nhọc mà chẳng được gì, các nước làm việc cho lửa và đều mệt mỏi. Này là lời của tiên tri Giê-rê-mi dặn Seraya, con trai Neria, cháu Mahaseya, khi người đi với Sê-đê-kia vua Giu-đa qua nước Babylon trong năm thứ tư đời vua ấy. Bấy giờ Seraya làm quan nội đại thần. Giê-rê-mi chép vào sách hết thảy các tai nạn phải đến cho Babylon, tức mọi lời đã được chép về Babylon. Giê-rê-mi nói với Seraya rằng: Khi ngươi đã đến Babylon, khá lo đọc hết những lời này. Rồi ngươi khá nói: Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã phán rằng sẽ hủy diệt thành này, và nơi này sẽ không ai ở nữa, từ loài người cho chí loài vật cũng không, song sẽ nên một nơi hoang vu đời đời. Khi ngươi đã đọc sách này xong, thì khá cột vào sách một cục đá mà ném xuống giữa sông Euphrat, và khá nói rằng: Babylon sẽ chìm xuống như vậy, nó sẽ chẳng còn trỗi dậy nữa, vì tai nạn mà ta sẽ giáng trên nó, chúng nó sẽ mỏi mệt. Lời của Giê-rê-mi đến đây. Chương 52. Khi Sê-đê-kia lên làm vua, có 21 tuổi, trị vì 11 năm tại thành Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Hamuta, con gái của Giê-rê-mi người Líp-na. Vua ấy làm điều dữ trước mắt Đức Giê-hô-va, như mọi việc vua Giê-hô-gia-kim đã làm. Vì cớ Đức Giê-hô-va nổi giận, thì điều đó xảy ra trong Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, cho đến Ngài ném bỏ chúng nó khỏi trước mặt mình. Sê-đê-kia giấy loạn nghịch cùng vua Babylon. Ngày mùng 10 tháng 10 năm thứ 9 đời vua Sê-đê-kia, thì Nebuchadnezzar vua Babylon đem cả đạo binh mình đi đánh Giê-ru-sa-lem, đóng trại nghịch cùng nó, và chúng nó lập đồn vây lấy. Thành bị vây mãi đến năm thứ 11 đời vua Sê-đê-kia. Ngày mùng 9 tháng 4, trong thành bị đói kém lắm, đến nỗi dân của đất này không có bánh nữa. Vách thành bị phá vỡ, hết thảy những lính chiến bèn trốn ra khỏi thành lúc ban đêm, và do cửa ở giữa hai cái vách gần vườn vua mà đi ra. Trong khi người Canh-đê đang vây thành, thì chúng nó chạy trốn hướng về Araba. Nhưng đạo binh của người Canh-đê đuổi theo vua. Khi đã đuổi kịp Sê-đê-kia tại đồng bằng Jericho, thì quân vua chạy tan và bỏ vua lại. Người Canh-đê bắt vua và dẫn đến cùng vua Babylon tại Ripla trong đất Hamat. Nơi đó vua bị vua Babylon xử đoán. Vua Babylon khiến giết các con trai của Sê-đê-kia trước mắt người, cũng khiến giết mọi quan trưởng Giu-đa tại Ripla. Đoạn sai móc mắt Sê-đê-kia, lấy xiềng xiềng lại. Vua Babylon đem Sê-đê-kia về Babylon, khiến giam trong ngục cho đến ngày người chết. Ngày mùng 10 tháng 5, năm thứ 19 về đời Nebuchadnezzar vua Babylon, thì Nebuchadnezzar quan đầu thị vệ hầu vua Babylon vào thành Jerusalem. Người sai đốt nhà Đức Giê-hô-va, cung vua và hết thảy nhà cửa trong thành Jerusalem. Mọi nhà lớn cũng đều phó cho lửa. Rồi cả đạo binh của người Canh-đê thuộc quyền quan đầu thị vệ, phá hết thảy các vách thành chung quanh Jerusalem. Những kẻ rất nghèo trong dân, với những kẻ sống sót đang ở trong thành, những kẻ đã hàng đầu vua Babylon và từ trong đám đông sót lại, thì Nebuchadnezzar quan đầu thị vệ bắt đem đi làm phu tù hết thảy. Nebuchadnezzar quan đầu thị vệ chỉ để những người rất nghèo khó lại trong đất, đặng trồng vườn nho và làm ruộng. Quân Canh-đê phá tan các cột đồng trong nhà Đức Giê-hô-va, cả đến đế tảng và biển đồng trong nhà Đức Giê-hô-va, rồi đem những đồng đó về Babylon. Những nồi, vá, kéo, chậu, thìa cùng hết thảy khí mạnh bằng đồng về việc thờ phượng, chúng nó cũng đều đem đi nữa. Quan đầu thị vệ lại khuân đi cả những chén, lư hương, chậu, nồi, chân đèn, thìa và bát. Phàm những đồ gì làm bằng vàng thì lấy vàng, đồ gì làm bằng bạc thì lấy bạc. Còn như 2 cột đồng, biển đồng và 12 con bò đồng dùng làm đế nó mà vua Sa-lô-môn đã chế tạo cho nhà Đức Giê-hô-va, đồng của những đồ ấy thì không thể cân được. Mỗi cột cao 18 thước, yêu vi 12 thước, trong tầm phỏng, dài bằng 4 ngón tay. Trên đầu cột có chóp đồng, cao 5 thước. Chung quanh chóp có lưới và trái lựu, đều bằng đồng cả. Cột kia giống như cột này, cũng có lưới và trái lựu. 4 bề có 96 trái lựu, và hết thảy những trái lựu đặt xung quanh lưới, cộng là 100. Quan đầu thị vệ bắt Seraya, thầy tế lễ cả, và Sophoni, thầy tế lễ phó, cùng 3 người giữ cửa đền. Cũng bắt tại trong thành một hoạn quan coi lính chiến, 7 người cận thần của vua ở trong thành, một viên thư ký của quan chánh lãnh binh coi việc mộ dân trong đất, cùng 60 người dân đất đó gặp tại trong thành. Nebuchadnezzar quan đầu thị vệ đem hết thảy những tù ấy về cho vua Babylon tại Ribla. Vua Babylon sai đánh và giết họ tại Ribla trong đất Hamat. Ấy vậy người Giu-đa bị điệu đi làm phu tù khỏi đất mình. Này là dân mà Nebuchadnezzar đã đem đi làm phu tù. Năm thứ 7, 3.023 người Giu-đa. Năm thứ 18 đời Nebuchadnezzar từ thành Jerusalem bắt đi 832 người. Năm thứ 23 đời vua ấy, Nebuchadnezzar quan đầu thị vệ đem đi 745 người Giu-đa, hết thảy là 4.600 người. Năm thứ 37, sau khi vua Giu-đa là Jehoiakim bị bắt, tức là năm đầu vua Babylon là Evin-merodach mới lên ngôi, ngày 25 tháng 12. Vua này trả lại chức vua cho Jehoiakim vua Giu-đa và đem ra khỏi ngục, lấy lời lành nói với, và lập ngôi người cao hơn ngôi các vua cùng ở với mình tại Babylon. Lại sai đổi áo tù, Jehoiakim được ngồi bàn với vua trọn đời mình. Jehoiakim còn sống bao lâu thì vua Babylon ban đồ cần dùng hàng ngày cho mãi mãi trọn đời người. Thơ thứ 2 của Giăng. Trưởng lão đặt cho bà được chọn kia, cùng con cái bà mà tôi thật yêu dấu. Nào những tôi yêu dấu thôi đâu, nhưng hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yêu dấu nữa. Điều đó vì cớ chính lẽ thật ở trong chúng ta lại sẽ ở với chúng ta đời đời. Nguyện xin ân điển, sự thương xót, sự bình an bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Con của Cha được ở cùng chúng ta trong lẽ thật và sự yêu thương. Tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà có mấy kẻ làm theo lẽ thật, theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha. Hỡi bà được chọn, hiện nay tôi khuyên bà không phải truyền một điều răn mới, nhưng nhắc lại điều chúng ta đã nhận lãnh từ ban đầu. Ấy là chúng ta phải yêu thương nhau. Và sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, đặng làm theo. Trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà đến. Ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Đấng Christ. Chính các ngươi hãy giữ, hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ. Hễ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ, thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo, thì chớ rước họ vào nhà và đừng chào hỏi họ. Vì người nào chào hỏi họ, tức là dự vào công việc ác của họ. Ta còn nhiều điều muốn viết cho các ngươi. Ta không muốn viết bằng giấy và mực, nhưng ta ước ao đi thăm các ngươi và đối mặt nói chuyện cùng nhau, hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy dẫy. Con cái của chị em bà là bà được chọn kia. Chào thăm bà. Thơ thứ 3 của Giăng. Trưởng lão đạt cho Gai Út là người yêu dấu mà tôi thật thương yêu. Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh, cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây, làm chứng về anh yêu mến lẽ thật, và về cách anh làm theo lẽ thật ấy là thế nào. Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh ăn ở trung tín trong mọi điều làm cho các anh em, và cũng cho các anh em ở trọ nữa. Các anh em đã làm chứng về sự nhân từ của anh ở trước mặt hội thánh. Anh sẽ giúp đỡ sự đi đường cho các anh em một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm. Ấy vì danh Đức Chúa Giêsu Christ mà các anh em ra đi và không nhận lãnh vật chi của người ngoại hết. Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thể ấy, hầu cho chúng ta với họ đồng làm việc cho lẽ thật. Tôi đã viết mấy chữ cho hội thánh rồi, nhưng Diotreph là kẻ ưng đứng đầu hội thánh, không muốn tiếp rước chúng ta. Cho nên nếu tôi đến, tôi sẽ bới việc xấu người làm, là lấy lời luận độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Điều đó còn chưa đủ, người lại không tiếp rước anh em nữa, mà ai muốn tiếp rước thì người ngăn trở và đuổi ra khỏi hội thánh. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời, còn kẻ làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Mọi người đều làm chứng tốt cho Demetriu, và chính lẽ thật cũng chứng cho. Chúng tôi cũng làm chứng riêng cho người. Anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là hiệp với lẽ thật. Tôi còn nhiều điều muốn viết cho anh, nhưng không muốn viết bằng mực và bút. Tôi ước ao tới thăm anh cho sớm, và chúng ta sẽ đối mặt nói chuyện với nhau. Nguyền xin sự bình an ở với anh. Các bạn hữu chào thăm anh. Hãy chào thăm các bạn hữu theo đích danh từng người. Thi-thiên 80. Hỡi đấng chăn giữ Israel, hỡi đấng dẫn dắt Gia-cốp như bầy chiên, hãy lắng tai nghe. Hỡi đấng ngự trên cherubim, hãy sáng sự rực rỡ Ngài ra. Trước mặt Ephraim, Benjamin và Manasseh, xin hãy dục giả năng lực Ngài và đến cứu chúng tôi. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, Chúa giận lời cầu nguyện của dân Chúa cho đến chừng nào? Chúa đã nuôi chúng nó bằng bánh giọt lệ và cho chúng nó uống nước mắt đầy đẫu. Chúa làm chúng tôi thành bia tranh cạnh cho kẻ lân cận chúng tôi, và kẻ thù nghịch cùng nhau cười nhạo chúng tôi. Hỡi Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. Từ Ai Cập, Chúa đã dời sang một cây nho. Chúa đuổi các dân ra rồi trồng cây ấy, cũng xở đất cho nó. Nó bèn châm rễ và bò đầy đất. Các núi bị bóng nó che phủ, và các nhành nó giống như cây hương nam của Đức Chúa Trời. Các nhành nó de ra đến biển và chồi nó lan đến sông. Vì cớ sao Chúa phá hàng rào nó, để cho các kẻ đi qua lẫy lạc nó, heo rừng cắn phá nó và các thú đồng ăn nó. Đức Chúa Trời vạn quân ơi, xin hãy trở lại. Từ trên trời hãy ngó xuống đói xem và thăm viếng cây nho này, là tược nho mà tay hữu Chúa đã trồng và là chồi mà Chúa đã chọn cho mình. Cây nho ấy bị lửa cháy, bị chặt, vì cớ sự quở trách của mặt Chúa, chúng nó phải hư mất. Nguyện tay Chúa phù hộ người của tay hữu Chúa, tức là con người mà Chúa đã chọn cho mình. Rồi chúng tôi sẽ không lìa khỏi Chúa nữa. Xin hãy làm cho chúng tôi được sống lại, thì chúng tôi sẽ cầu khẩn danh Chúa. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại, làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức giàu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng internet, cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.